Mở đầu video mình thân chào ông bà, cô chú, anh chị em. Xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em nha. Bữa nay nhà mình ăn tới 3 món lận. Mình làm xôi chiên phồng. Với mấy đứa nhỏ nó yêu cầu làm món cơm cuộn với trứng lộn gan me. Trứng lộn gan me thì mình có mua là trứng lộn nè, với rau găm chút xíu ra cắt thêm ngoài vườn nữa, để cho mấy đứa nhỏ nó tự làm luôn. Bữa nay mình chỉ có làm xôi, còn mấy đứa nhỏ nó làm hai món còn lại là mấy đứa nhỏ nó làm. Cơm cuộn thì mình có mua sẵn hết rồi, là rong biển để cuộn cơm đó, rồi xúc xích, rồi thanh cua, trứng, cải đỏ lát ra ngoài vườn hái đậu đũa, rồi với ăn với cải thảo kim chi á. Còn xôi chiên phồng thì mình có mua nếp nè với đậu xanh. Xôi này mình có làm cái nhân thì mình có nấm mèo nè, củ cải đỏ, hành tây với thịt. Mình làm đơn giản vậy thôi à. Rồi để xôi gì nếp á, mình mua 1 kg nếp, mình ngâm nó qua đêm rồi sáng cái mình vo sạch rồi lại hết. Thì mình chuẩn bị mình hấp với 250g đậu xanh, mình để vô chung luôn để mình hấp á. Đậu xanh này hồi tối này mình cũng ngâm luôn hết luôn rồi nè, hấp chung luôn lượt đi, chứ hấp riêng riêng tốn công tốn thời gian đó. Hấp chung hết, mình cho một chút muối vô trộn trộn lên, xong cái mình cho nước vô, mình đem đi hấp. Rồi mình cho nước vô xong rồi giờ mình bên kia mình cũng bắt một cái nồi nước lên sẵn rồi, thì mình đem qua mình hấp luôn. Cái nồi nước này nó cũng chuẩn bị nó sôi luôn rồi nè, giờ mình cho cái thau nếp này vô mình hấp. Trong thời gian hấp thì mình đi làm cái nhân đi. Bữa nay làm xong rồi để ở nhà cho tụi nhỏ nó làm mấy cái kia, mình đi chụp hình chút rồi mới về làm tiếp. Cây đậu que này làm như đậu que đực. Bông nhóc cũng trái. Mấy cà trái nhỏ nhỏ nhóc luôn anh. Dạ. Dạ, có mấy giây mà trái hoài luôn chứ. Dạ. Trốn. Nó nằm trong cái lùm chỗ này nè. Mình hơi bị lùng. Thì cái đậu đũa này mê là mê vậy đó. Có trái một đợt vậy, cái lai gai có ăn tới mà nó cũng bền chứ đâu, dây nó cũng lâu tàn lắm nha. Mà có lần trước mắc cười á, cái lá không thấy mà gì nó vẫn còn có trái nữa, mới ghê chứ. Trồng hai mấy trái đậu bắp cho ý lộn, trái đậu đũa nó nằm phía trong.
vô và nó hướng tay. Ừ. Ủa đen trái luôn. Trời hết hồn à. Cắt kè. Nhìn cái hết hồn hết chí à, giật mình. Cái nồi xôi nè, cái mình tận dụng còn trống chỗ nè, mình thả cái đậu đũa vô mình hấp luôn để cho tụi nhỏ nó cuốn cơm cuộn á. Em nhét nó vô giùm. Mình hấp mình khỏi luộc, sẵn cái bếp tận dụng chút cái bình hấp cái cải đỏ luôn. Rồi. Cái xôi này thì chắc nó cũng nó cạn nước luôn rồi nè. Giờ mình đậy đây cho nó chín. Thịt thì mình vừa mới xay xong. Bây giờ mình chuẩn bị mình xào cái nhân bánh luôn. Mình cho một miếng tỏi vô cho nó thơm lên. Như cái kia xôi mình hấp á gần chín rồi. Em sạch. Rồi tỏi phiên nó vừa vàng rồi nè. Giờ mình cho cái thịt vô. Mình sạc tàu vô chín xong rồi em để đây nha. Cái đi chụp hình nó tới giờ em đi chụp rồi. Lát con vừa nó có chú á. Em kêu nó làm cái phần của nó nha. Phần cơm cuộn đó, dưới trứng ngon ngay đó. Ừ. Mình cho cải đỏ vô. Chào con. Ai chở con xuống? Đất đi. Đi đánh dở hả? Cô Năm xào nhân của cái xôi trong cô Năm để đây, phần của con làm, tụi con làm mấy bên kia nha. Cô Năm đi chụp hình. Cái cải đỏ cô Năm sắc ra sẵn sợi sợi rồi, cái chút xíu xôi nó chín á, theo mà con để cho cái nồi đó con hấp luôn khỏi cần luộc đi. Cô Năm hấp đậu đũa luôn rồi nha. Dạ, hấp luôn. Ừ, hấp luôn, có cái bếp đó hấp luôn. Sao? Có bên cái chỗ trống đó con cứ để vô hấp đi rồi chín thì con lấy ra rồi thôi để lại cho cô Năm đi. Cô Năm đi kịch đám về cô Năm lấy ra. Giờ mình cho chút hạt nêm vô, mấy đường vô. Xong mình xào đi. Cái này nó cũng sắp chín hết rồi. Rồi mình cho hành tây với nấm mèo vô xào chung luôn. Rồi ra nhiều nhân dữ vậy ta. Nhiều đây là chung dư nhân nè. Có tí mét rồi. Rồi với đậu xanh nữa gan tí mấy, tí 250 rồi mà. Cái này gan như đây là nhiều quá rồi. Sắp chảo rồi. Kêu nhân con chị ba xuống sóc. Trời, miếng hành lá nó thơm cái nữa. Xào qua xào lại là tắt bếp đi. Cái thau xôi nè, nó đã chín rồi. Cái này chắc mình dưới xíu đường vô đó ta. Cho cái nhân xôi này cho cái nó có hơi ngót ngót tí xíu. Để mình cho chút đường cho đi. Đi lấy đường. Giờ mình cho chút đường vô đi. Đừng giống như cho nó có cái vị chút xíu vậy đó. Chứ để không có đường cái nó lạt nhát à. Nó không được ngon. Cho ít thôi. Cho có vị vậy được rồi. Bây giờ mấy cái củ cải này nè. Mình để vô đây. Mình hấp đi. Lát cái cho nó lấy ở nhà cho nó gấp ra. Tận dụng tối đa.
Rồi, bé Như thì đang học online. Bây giờ là kể như bé Huy sẽ sức chiêu ha. Đầu bếp tương lai. Rất là kỳ vọng vào đầu bếp tương lai. Ủa, Như có học online chưa xong anh? Chưa. Rồi, Huy đang phân công việc. Rồi, cái xin xích đi. Ok. Để cắt hả không chị? Huy bỏ tí muối hả Huy? Tí muối với chuẩn bị để thêm một miếng tiêu. Đánh rồi. Bữa nay hai có hai thanh niên đầu bếp này à. Mới tiện. Chắc hả? Cắt cái đó được rồi đó. Cắt cái đó nữa thôi. Cắt được cái mỏng nha cho nó chạy xíu rồi. Chạy xíu anh nhìn chiều quá nha. Rồi mỏng rồi. Trời gì là không rồi. Đủ rồi. Tao thấy chín chưa con? Thử rồi. Chín rồi. Em phải nhẹ nhàng với nó. Dính. Thanh cua nó dính vô cái nồi. Vậy là trước khi mình để vô mình phải thay miếng dầu. Bình thường con lột không biết luôn. Như đây cơm đủ chưa anh ha? Được rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị lấy hộp dịch ra. Đó, được một bên rồi đó. Con tới đâu rồi? Ba tới vừa tới đây. Tụi con thấy cuộn cơm rồi. Cuộn rồi hả? Đậu gì được không Quý? Được. Tụi con nói trứng gan me tụi con chưa ăn bây giờ phải không? Dạ. Vậy là chưa làm phải không? Dạ. Giờ sẽ mang làm cái xôi. Quốc xôi. Đúng rồi. Yeah.
luôn. Đấy, cuốn cuốn vậy mới vừa mà chứ nhỏ quá. Chặt tay không? Dạ. Không. Giờ là mình quết xong rồi. Quết này thì chắc nổi chuột. Trời ơi. Anh cứu rồi, ông cứu em. Nhiều quá hao hả gì hả? Dạ. Nhiều quá ăn nhiều bị đau. Ừ. Đúng rồi hao. Yên tâm. Quay ngược cái đầu lại cuốn đi. Cuốn được thì cứ cứ cuốn, còn cuốn không được thì đưa biết chữ hả? Để thử nghề biết bộ đi ra đi. Được rồi, yên tâm. Ô, thắng cuốn ngược vô luôn. À, kiểu như tay nghề rất là lão luyện. Qua nhiều năm về cuốn ngược cuốn xuôi gì cũng được hả Thắng? Hả? Dạ. Yeah. Okay, cuốn cuối cùng xong. Bây giờ tụi con phải cắt ra cái nữa là xong rồi. Dạ. Năm chưa lên nữa. Năm chưa. Còn cuốn cho xôi. Mình quết rồi giờ tới mình nhồi. Thấy nó nhuyễn ra giống như bột luôn rồi nè. Giờ mình chuẩn bị mình ép ra từng miếng luôn. Giờ mình lấy một cái nắp keo á. Mình tính lấy cái chén nước mắm nhưng mà chén nước mắm nó không có cái đít nó không có được bằng lắm. Cho nên mình cái nắp keo nó bằng. Mình lấy cái nắp keo. Mình ép vô đây. Cái này nó hơi bị dư ha, lấy bớt kìa. Thấy nó hồng hồng lên rồi đó. Đây nó vừa vàng rồi, giờ mình vớt ra. Chiên vô đây chắc đủ ăn rồi. Cho nên ngưng lại, không chiên nữa. Cái phần còn lại á nè. Mình đem mình cuốn vô trong cái bọc thực phẩm á, cái mình để trong tủ lạnh thì nào mình ăn cái mình hãy tắt cái mình chiên tiếp. Ừ. Này tính ra cũng còn khá khá à. Ừ, tại vì sợ chiên nhiều quá rồi ăn không hết rồi bỏ ủ. Nên chiên nhiều thôi thôi. Bắt cái chảo lên đó mình phi sổi cho nó thơm. Cái mình làm cái nước sốt để chấm với cái xôi phồng của mình á.
tỏi vàng nè, bắt đầu mình cho tương ớt, tương cà vô. Nãy mình cho tương cà, bây giờ mình cho tương ớt. Xong cái giờ mình cho xíu hạt nêm vô. Cho miếng hạt nêm xong rồi cái mình cho ít đường vô. Nó sôi nó kẹo mình nêm cho nó ngọt vừa ăn rồi đó. Giờ cái mình cho hành vô nha. Cho chín hành cho nữa là mình tắt bếp là xong cái nước sốt mình rồi. Rồi cái nước sốt đã xong. Giờ mình tắt bếp luôn. Cái sôi nó giòn tan. Rỗng cái ruột luôn nè. Bây giờ mình mới cho cái ruột vô nè. Đó, cho nhân vô. Cho nhân vô. Đó, xong rồi bây giờ mình cho cái ở đây nó giống hamburger quá ha ta. Cho cái cọng ngò gí vô coi. Rồi. Đó, thế là mình xong một cái cuốn xôi chiên phồng rồi. Cái xôi này không ngờ mình chiên nó giống ruột kia luôn. Tương ớt cho hả? Không. Nó nghe em tắt gọn gọn cái này nó tưởng đâu là bánh tráng. Không dám làm sổ như nhiều quá thì nó sẽ bị ngán. Tiếp tục mưa nữa. Bên này nữa. Tôm cuộn mời ông bà cô chú anh chị em ăn với gia đình mình nha. Rồi xin mời cả nhà ăn xôi phồng với gia đình mình nha. Đây là một mâm xôi phồng. Dạ con mời ông bà cô chú dùng với anh con. Dạ con mời ông bà cô chú dùng chung với anh con. Rồi ăn đi tụi con. Ăn một miếng xôi phồng thôi là chắc no luôn. Quá chừng luôn. Bà nghe nói cơm cuộn ngon để mình thử miếng thôi. Bữa nay mấy đứa nhỏ nó làm cơm cuộn. Tiêu cho nó này nó chai nữa. Nó tiêu con bỏ nãy cũng thấy nó giống lên nhiều luôn rồi. Cuộn làm giống như tiêu sọ vậy đó nha. Đúng phải tiêu thường á. Cay quá nó ăn cay muốn lùng bùng ở tay vậy giờ nó ăn này. Ngay gõm gõm luôn. Cái này nhân nhiều quá ăn nhân không. Nó lớp xôi mỏng quá. Hình như là cái tiêu nó mới cay luôn.
cái tiêu con ơi, cái tiêu năm nay thấy cây tiêu, cái tiêu của năm cay lắm hổm, cha con cũng tưởng không cay ít cay á, giống như mua tiêu chợ á, ít cay này, tiêu này là tiêu của người ta cho, giống như là hạt nào là chắc hạt đó đó, cũng cay đó. Con nhớ tụi con ơi, ăn mì cay tới cấp độ mấy lần mà tôi kêu cái thắng ngưng ngát hơn cấp độ 2 không nghe ở dẫn mà ngoại ăn mì cay cho biết ngoại nó thôi nó ăn mì đợi khá cay quá không ăn lại ăn buffet. Con thử à. Nhiều thiệt. Như nhiều không? Dạ. Đâu để con thử không mày? Ừ. Như cái hamburger vậy trời. Ăn cái thì no. Nhiều quá cái do bánh thì nó ít đâu. Do bánh nó mỏng á. Nó mềm tèo. Thường á là cơm cuộn này á là làm đậu que phải không Quy, nhưng mà mình ở nhà có đậu đũa nên chế thấy đậu đũa. Bữa nay cái món cơm cuộn mấy đứa nhỏ nó làm em chỉ có sớm trụng gì hấp đậu chứ thế nha, mấy đứa này làm cơm ăn được à. Nhớ ngày xưa hả, cái gì đó nấu nấu được là cơm chín là tới đó là gã được rồi. Còn này cuộn cơm được, cuộn cơm thành món ăn luôn vậy là được hết trên hả. Giống như ăn bánh mì cứ mại á. Vậy à? Giống. Em vậy là kể như tay nghề của em dữ lắm á. Em làm cái bánh này bánh gì? Rồi đúng rồi, tiếng hiểu ý rồi đó. Chiên ra nóng mình mới ăn liền. Để lát ở ngủ nó mềm. Nãy nó giòn rụm, mẹ đưa cái mà mẹ chưa có để thịt chưa á. Thì con bóp tay ném nó chưa. Nó giòn mà ghê như tốt ha. Ngày Nhi đi làm có chừa cho Nhi phải không? À, cũng chưa cắt ra luôn không? Ăn đi con. Ngon, ăn nhiều vô. Cái này thôi là no thiệt luôn rồi á. Năm kiểu kim chi vô nữa. Ừ, cả kim chi vô ăn đỡ ngán rồi. Đúng rồi. Có người làm xôi á đang không có để đậu xanh. Nhưng mà thấy để đậu xanh cho nó béo béo. Bữa nay chắc nó 10 miếng. Mình ăn hết. Không, nãy ăn rớt rồi. Đây nó đếm 19 thì đếm cũng. Cái ông biển sao nó mắc dữ ta? Cái lá ông biển thôi nó bự vậy hả? Mà ta ép lại cho. Hai một lá. Ép lại không? Người ta làm nó lỡ. Người ta làm lỡ người ta cắt. Tưởng là nguyên lá còn
bữa nay được mấy người nhỏ cũng cơm ăn ngon quá. Ngon ăn nhiều vô. Lần đầu tiên tự tay tự nhỏ làm. Có biết trưởng đâu đàng hoàng à. Thơm mùi dâu. Cái nào anh Tiến vụ năm là người chỉ chua sô cô la. Thì ở dưới đó thì đó là chị, cái đó mới sinh đó. Ở chị với Tiến là chua sô cô la chưa? Trường phái. Không biết nữa. Tôi có thấy người ta làm á. Ủ trong cái phích cái lúc hả? Ừ. Có hai gì đổ sữa dâu, đổ sữa sô cô la. Ừ. Sữa sô cô la nó kỳ không? Tự nhiên nó thôi kỳ lắm má ơi. Về dâu ví dụ nó chua chua chung với dụ nó chua mới đúng không? Còn kia nó nắng nắng. Rồi cái chua chua chua. Không, nó không có nắng mà nó đem một cacao. Cacao ừ. Mà đi nhớ chua. Thì để có được giờ. Thầy khó quá rồi. Nó lạ quá thôi. Dừng lại cái dâu hơi là lạ rồi. Ngày xưa ăn mía đâu có vụ gốc gốc vậy. Tầm nguyên phút xước. Xước chắc có mét chắc. Đi làm trứng lộn gan me nấu nấu à con nấu con giờ đưa cho bếp chính gì để cái gì nguội nguội hay làm con ừ. Thơm dớn rồi ha. Ừ. Còn làm gì trong đó vậy? Nước mắm được ha? Me được ha? Trứng ớt được. Ừ. Thơm thơm ha. Giờ đi làm đi cô năm dọn. Phụ bếp, phụ bếp. Ừ. Để cho anh. Để cho anh cho trứng vô ha. Cho trứng vô. Nè con lấy cái sạn thôi, con sạn. Cái sạn đâu rồi nè, sạn nè. Sóc chảo, sóc chảo. Này sóc chắc nó bay ra ngoài hết. Đảo từ từ. Bể trứng càng. Ừ. Đúng rồi. Đảo từ từ, chứ sóc nó bể trứng không. Sao em thử em thấy sao rồi? Dẹp. Ồ, ngon quá, uống nước liền luôn vậy hả? Thôi được rồi, bình thường con làm cái này mặn chét hả? Ngon, ngon, ngon được. Dẹp, dẹp. Như lên xe giờ này chắc cũng lên.
gọi điện cho nó một cái coi. Ơi, nó nặng. Rồi bây giờ muốn người làm gì làm nha, mình kinh nghĩa này mình đi thôi không? Mời ông bà cô chú anh chị em ăn hột vịt gan me hay là hột vịt lộn xào me, trứng lộn gan me ăn với gia đình mình nha. Rồi xin mời cả nhà ăn đi tụi con, để này thưởng thức Vi làm với cả nhà. Để này là mình không có nhúng tay vô luôn á, để này vừa đi gì bận rộn đi chụp hình thì về làm hình đó, cho nên giao cho tụi nhỏ nó làm. Có đầu bếp chính hả? Này tỷ cái đầu bếp chính từ thành phố vậy đó. Như thì nó đi chạy dinh rồi. Thêm miếng đậu phộng vô. Miếng đậu rằm vô. Nghe cái mùi á, chanh giấy cái mắt chảy nước miếng kìa. Vậy hả? Chảy nước miếng thiệt đó. Phải ăn liền cái mới được. Ngon thôi, thấy mặt căng rồi. Không ngon. Nhưng mà nhìn thấy cái dĩa này có nước này chắc nghĩ ngon này thì nha. Nước này nước chan vô. Đó. Ai thích chan nước đó rất là rất ngon. Giả không bi được rồi đó. Được, đi làm trứng lộn em me được. Làm món ba nhậu được. Món nhậu nhậu là con làm được hết. Hay quá. Dạ, có lý rồi. Chuyện nào giờ dẫn năm mở quán nhậu mời con về làm đầu bếp chính à? Nói ăn chính là ngon quá là chứ nữa. Thì được đâu bây giờ em gái là ăn chính thôi đúng không? Cắt được phần. Rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Chụp hình ha. Dạ, dạ dẫn bé đi. Video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho gia đình mình. Nếu xem video thấy vui hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video lần sau nha.